Vừa Đan Trung Anh kính chào quý cô chú yêu đang cả nước. Vừa Đan Trung Anh hôm nay sẽ ra mắt một số cái dòng sản phẩm Denso hot tết cả nhà nhé. Đấy, cả nhà shop nhà em là Vừa Đan Trung Anh ở địa chỉ là Hà Biên, Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ. Và hotline đặt hàng của mọi người bên em là 0978 811190. Đấy, bác là có thể đặt hàng qua hotline hoặc qua Zalo cũng như là fanpage cùng kênh YouTube Vừa Đan Trung Anh. Nhà em Trung thì cung cấp đa dạng các mặt hàng Denso, hồ điệp, địa lan và các dòng hoa chơi Tết phục vụ cả nhà yêu nhé. Và với số lượng hàng sản phẩm rất là nhiều, thế nên trong từng video em Trung sẽ lên từng mã sản phẩm, tức là từng dòng một mọi người nhé. Ví dụ như trong một video buổi sáng ngày 8 tháng 11, em Trung sẽ điểm qua khoảng 20 loại Denso hoa Tết cho mọi người. Đấy, để mọi người dễ lựa chọn sản phẩm. Và các bác xem video mọi người chú ý nhìn cây theo từng mã và comment cũng như là gọi điện đặt hàng qua hotline nhà em Trung là 0978 811190, chuẩn mã để bên Vườn Lan bọn em chọn cây đúng mã, đúng màu, đúng cái chủng loại Denso mà cả nhà cũng như là sản phẩm mà cả nhà yêu thích. Em Trung sẽ điểm qua từng mã sản phẩm. Và dòng Denso nhà em Trung là đến 80%, 85% là Denso thuần than. Đấy, thuần bản than mọi người nhé, tức là giá thể bên trong chỉ còn tầm 30 đến 40% thôi. Và dễ rất là khỏe như này mọi người này. Đấy, cái với cái dòng Denso thuần than có một cái đặc điểm là về mọi người trồng dễ hơn, không phải thay bầu giá thể, cũng như là dễ ít bị sốc. Đấy, ít bị sốc mọi người này. Đấy, rất là khỏe. Về mọi người có thể là để cả cái bầu đen này cũng được, hoặc mọi người dùng cái dụng cụ sạch mọi người cắt bỏ đi, sau đó cho thêm giá thể vỏ thông hoặc là than là ok. Đấy. Và dòng Denso nhà em Trung đa phần là hàng đứng đọt chơi hoa Tết, chỉ có một số mã là giống mới, tức là chưa có hàng nhiều thì là nó là cây giống. Và em Trung sẽ điểm qua một số mặt hàng Denso trong ngày sưu tầm. Đầu tiên là em Trung lên cái dòng Lai Hồ Điệp. Dòng Lai Hồ Điệp đây mọi người này, một trong những cái dòng Denso thân thủ rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Một trong những cái dòng Denso thân thủ cực kỳ đẹp luôn. Lai Hồ Điệp đây mọi người này. Tìm Lai Hồ Điệp có một dòng là thân thủ và đứng đọn đây mọi người này, rất là đẹp luôn. Và hàng bán than mọi người nhá, mã nào bảo bán than là em bảo bán than. Và mỗi một mã đây Denso Lai Hồ Điệp đây mọi người này, với khuôn mông to và rất là sai hoa, dòng này ưa nắng mọi người nhá. Denso tím Lai Hồ Điệp. Và tất cả Denso nhà em Trung mà hàng thuần vườn, đồng giá là 55.000 một chậu. Đấy, và đi đơn từ 6 chậu là em Trung bao ship nhanh toàn quốc rồi. Cái dòng Denso Lai Hồ Điệp này hoa nó siêng lắm, hoa siêng và nó rất là bền bông, nó bền bông và bông nó dày mọi người nhé, cánh hoa dày, cánh hoa to và đi bông khỏe lắm, đi bông rất là khỏe luôn. Đấy, em đi điểm mã sản phẩm đầu tiên này là Denso Lai Hồ Điệp. Đấy, mọi người chốt đơn thì comment đúng cho em dưới bài video là Denso Lai Hồ Điệp, hoặc là mọi người gọi điện cũng vậy, comment chuẩn đọc chuẩn cho em mã sản phẩm là Denso Lai Hồ Điệp. Đấy, cái khuôn bông rất là đẹp luôn và với giá là 55.000 một chậu, đồng giá mọi người nhé. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, những cái cây này là cây đứng đọn đây mọi người, có những cây mắt sưng này. Đấy, và Denso nhà em Trung thì khỏe đẹp lắm. Đấy, và trong quá trình vận chuyển mọi người nhé, Denso đây có những cây đứng đọn, nhưng mà thường thì những cái này thì mọi người nên bỏ ngồng đi cho em. Đấy, mã số 1 mọi người nhá, mã số 1 Denso Lai Hồ Điệp rất là đẹp luôn. Đấy, em lên một dòng số 2, em sẽ điểm qua. Dòng số 2 là một dòng Denso nắng Urawan. Urawan này thì màu hoa mê lắm. Đây mọi người, Urawan này có mặt bông luôn. Urawan thì có đặc điểm là nhiều thân, nhưng thân nhỏ hơn so với dòng Lai Hồ Điệp. Đây là mặt hoa Urawan mọi người. Đấy, cây đứng đọt hết rồi. Đấy, có những cây nó ra sớm này. Cái dòng Urawan nổi bật là một dòng siêng bông, dòng Denso nắng mọi người nhá. Mấy khuôn bông rất là đẹp mọi người. Đấy, cái khuôn bông Urawan đẹp lắm. Cái hoa này mới chỉ là hoa bói thôi cả nhà nhá. Đấy, cái hoa Urawan này mới chỉ là hoa bói thôi mà nó đẹp như thế này rồi mọi người này. Đây các bạn này, Urawan bông bói đẹp. Đấy, cái tông màu Urawan này xinh cực luôn. Các bác nhìn xa tưởng màu sổ chớp mọi người nhá. Nhiều bác nhìn tưởng số chớp. Đấy, cái tông màu Urawan rất đẹp luôn, một dòng Denso nắng hoa thơm. Đấy, và hàng này là cũng đứng đọt hết rồi mọi người này. Hàng này cũng là hàng bán than cả nhà yêu nhá, cũng là hàng bán than. Đấy, rất là khỏe luôn, bộ dễ khỏe. Nói chung là dòng Denso này đẹp và giá rất là yêu thương. Đấy, bên em Trung thì vẫn đồng giá là 5 năm mọi người nhá, em nhắc đi nhắc lại. Và phí ship đồng giá phí ship toàn quốc bên em là 35.000. Đặc biệt mọi người sưu tầm đủ 6 chậu là em Trung bao ship, và sưu tầm 10 chậu là em Trung bao ship và tặng kèm thêm một lọ kích hoa. Đây mọi người. Đấy, dê rất là khỏe luôn. Đấy là mã sản phẩm số 2 là Urawan mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Urawan này. Đấy, cái tông màu đẹp lắm. Cái mã nào mà có mặt hoa trực tiếp thì em sẽ cho mọi người xem trực tiếp luôn. Đây là do là bông này bông bói mọi người nhá, nên là cái khuôn bông nó chưa được căng, nó chưa được to mọi người. Đây. Cánh xoắn vào rất là đẹp luôn. Mê lắm, thằng Urawan này sai hoa cực luôn. Đây mọi người. Đấy. Urawan.
Đấy, em lên một sản phẩm số 3. Mã số 2 là Urawan mọi người nhé. Đấy mọi người comment. Đấy mọi người có thể là gọi điện đặt hàng là comment dưới bài video nhà em là Urawan, hoặc mọi người comment là mã số 02 nhé. Đấy em lên một mã số 03. Ôi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá mọi người ơi. Cái lô này gọi là lô bản liễu xưa. Nên lô bản liễu xưa đây mọi người. Cái lô này thì là lô vỏ dừa mọi người nhé. Lô này 100% giá thể dừa. Và hàng này 100% đứng đọt mọi người này. Denzo bản liễu xưa là một trong những cái dòng Denzo gọi là siêu hoa thơm. Khả năng nó thơm sau mỗi thằng thằng pen soda thôi. Denzo bản liễu xưa mọi người nhá. Cây đứng đọt và cây lô này đẹp quá trời luôn mọi người. Cây lô này đẹp lắm. Cây lô này nó rơi vào tầm 22. Nó gần 30cm rất là mê luôn mọi người. 100% đứng đọt. Đấy và hàng này hàng dừa mọi người nhá. Denzo bản liễu xưa. Đấy cái lô này thì em về được thêm có 100 chậu thôi. Đấy các bác đặt hàng rất là nhiều. Về được 200 chậu. Sorry mọi người, về được 200 chậu nhưng em chỉ còn tầm gần 100 chậu thôi, Denzo bản liễu xưa. Đấy, cũng là 55.000 cả nhà yêu nhá. Đấy. Các bác cứ mua Denzo hàng vườn nhà em Trung thì cứ mặc định là 55.000 một chậu. Đấy để em Trung trong cái video em Trung không phải nhắc đi nhắc lại về cái giá thành sản phẩm mọi người nhá. Bản liễu xưa được mệnh danh là một trong những cái dòng Denzo xưa truyền thống với cái tông màu đẹp và mùi thơm. Rất là thơm luôn. Đấy Denzo bản liễu xưa thì thơm lắm cả nhà ơi. Cực kỳ thơm luôn. Đấy bác nào mà chưa có dòng bà liễu xưa thì nhanh tay sưu tầm cho em nhé. Một trong những dòng đây các bác ơi. Mã số này mọi người comment là mã số 03 cho em nhé. Mã số 03 là Denzo bà liễu xưa. Một trong cái khuôn bông rất là đẹp luôn nhé. Đây em cho mọi người điểm qua cái mặt bà liễu xưa này. Đấy bà liễu xưa này mọi người nhá. Đi bông khỏe. Đấy đẹp lắm luôn. Mùi thơm đậm nhá. Đấy mọi người phân biệt cho em dòng bà liễu này nhá. Nhiều bác mới chơi ra Denzo hỏi em Trung là cái dòng mà Denzo năm ánh trắng ấy, năm ánh trắng quốc dân ấy là có phải bà liễu không em. Mọi người phân biệt cho em cái cánh hoa bà liễu xưa này. Xuất sắc luôn. Bắt đầu chốt bà liễu xưa comment là mã số 03 nhá. Đấy đẹp lắm bà liễu xưa. Và mọi người nhớ cho em là bà liễu xưa là giá thể dừa nhá. Đấy mã nào mà dừa là em bảo dừa, mà mã nào là vỏ thông than thuần bán than thì em bảo bán than. Nói chung là cái lô bà liễu xưa này rất là đẹp luôn. Mã số 03 là bà liễu xưa ở nhà nhá, cực kỳ đẹp luôn. Rồi em lên mã số 04. Ôi mã này mọi người biết mã gì không? Mã này mã mới này. Mã này là dòng King 3 này mọi người này. King 3 nhá. Denzo nắng King 3. Denzo nắng King 3 thì là cái dòng này là thân nó mạnh nhưng mà nó cũng đứng đầu từ cả nhà này. Đấy thỉnh thoảng có cây có hoa bói các nhà yêu này. Đấy dòng đen King 3 thì cây nó không to mọi người nhá, so với bà liễu nó chỉ bằng một nửa hoặc là 1/3 thôi. Thân nó nhỏ nó rất là mạnh. Cái dòng đen nắng King 3 này thân nó mạnh lắm. Cái này hoa bói mọi người này. Đấy King 3 là lâu lắm rồi em mới về được cái lô này mọi người này. Lâu lắm rồi. King 3 này cũng là dừa mọi người nhá. King 3 cũng là dừa. Đấy, King 3 thì nó nhỏ như thế thôi cả nhà yêu nhá. Đấy, không các bác xem rõ trên video cho em này. Đây là Denzo King 3, Denzo nắng King 3. Một trong những cái dòng Denzo cũng khá là hiếm đấy cả nhà. Khá là hiếm. Đây em cho mọi người xem cái mặt hoa King 3 này. Hôm qua có một cái, đây mọi người này. Đây là Denzo nắng King 3 nhá. Với tông nền màu tím, lưỡi sọc. Tím lưỡi sọc mọi người này. Đấy, rất là yêu luôn. Cánh sắn và hoa thơm nhất Denzo King 3. Cái dòng này thân nó mạnh. Đấy, hoa này hoa dưới đầu thôi. Đây mọi người này. Cái dòng này cũng được mệnh danh là một dòng cực kỳ siêu hoa mọi người nhá, cực kỳ siêu hoa luôn. Đấy Denzo nắng King 3. Đẹp lắm. Siêu đẹp luôn, King 3 mọi người. King 3 mọi người comment là mã số 04 cho em nhá. Mã số 04 là King 3. Rất là đẹp luôn. Đấy King 3 là giá thể dừa và cây nó nhỏ như này thôi mọi người nhá. Đấy tránh trường hợp mọi người nhận hàng bảo ôi giời xem trên live sao mà to thế, xem trên video nhà em Trung sao mà to thế, mọi người đừng nhầm nhá. Mã số 03 cây. Đây này, so với thằng bà liễu nó chỉ bằng một nửa thôi, thân nó mạnh. Đấy mỗi một dòng Denzo thì thân nó mạnh và số thân khác nhau. Em điểm qua mã số 04 này. Mã số sản phẩm 05, một dòng Denzo mà nhiều bác săn lùng. Với dòng này mọi người nhìn là biết dòng gì rồi ạ. Dòng này là Denzo đồng tiền vàng đổi màu. Dòng đồng tiền vàng đổi màu này với một cái nổi trội đó là thân lù. Thân lù là mít mọi người nhận đây này. Những cái chậu như này đứng đọt rồi mọi người nhá. Những cái chậu này đứng đọt rồi. Em Trung bán là đa phần là muốn cái chậu đứng đọt để mọi người chơi Tết luôn đây. Hàng này cũng là bán than mọi người nhá. Đấy. Hoa đây, hoa này hoa bói đâu nhưng mà cái này thì mọi người nên về bỏ. Bỏ đi để dưỡng cây chơi hoa Tết đấy. Cái dòng này khi mới ra nó sẽ là tông nền vàng xanh như này, lưỡi tím và sau đó nó chuyển màu mọi người nhá. Đây mọi người này, đẹp lắm. Ôi, rất là phê luôn mọi người này. Đấy, bán than đây mọi người này. Đấy, giá thể dừa chỉ còn khoảng 30-40% nên dòng Denzo này thì hầu như mọi người về không phải trồng lại. Đấy bắt đầu mà ghép một chậu mọi người cứ thế này mọi người treo cho em được này. Hoa để cả chậu này cho thêm giá thể vào là ok thôi. Đấy em bán ra hàng đứng đọt mọi người nhá. Những cái cây này thì về trong quá trình vận chuyển nó cũng bị sốc thôi. Đây này. Những em mà đang hoa này trong quá trình vận chuyển cũng bị sốc thôi. Nên là bác nào mà muốn sưu tầm mà về nhìn hoa xong mọi người cắt đi để dưỡng cây thôi. Đấy Denzo. Mã số này mọi người comment cho em là mã số 05 nhá. Denzo đồng tiền vàng đổi màu. Là mít thân nù. Đây em cho mọi người xem khi mà
đồng tiền vàng đổi màu nó sai hoa như thế nào. Đây này. Đấy, khi mới ra nó sẽ là tông nền màu. Đây mọi người, nó mới ra là xanh vàng như này mọi người. Đấy, bao chuẩn màu cho mọi người chưa? Đem vô đồng tiền vàng. Đấy, đẹp lắm. Đồng tiền vàng này nó siêu hoa đây mọi người. Đấy, sau đó nó chuyển sang màu trắng nhá. Khi cây ra hoa lâu hoặc là cây lâu năm này, cái tông nó sẽ màu trắng với cái đường đi bông khỏe mọi người nhá. Cái dòng tiền vàng này, cái ngồng bông nó kinh khủng luôn. Đấy các bạn nhìn này, đỉnh của đỉnh luôn. Đấy, nó đi bông khỏe lắm, cành hoa tròn. Đấy, tựa những cái đồng tiền vàng. Đấy, Tết mọi người nên sưu tầm cho mình 3 chậu về ghép chậu. Mã số này mọi người comment là mã số 04 cho em. Đấy, đồng tiền vàng. Đấy, em chuyển qua điểm qua cái mã số 05. Mã số 04 này. Ôi, 05. 05 mọi người nhận ra dòng gì đấy không cả nhà yêu? 05 này là đến gần 1 năm nay em Trung mới tìm được một lô này. Cây này chính là cây thỏ đỏ Kiên Giang. Thỏ đỏ Kiên Giang ở nhà nhá. Dòng lan cực kỳ hiếm luôn. Đấy, lâu lắm rồi em Trung mới về được một lô này, thỏ đỏ Kiên Giang. Đẹp lắm. Thỏ đỏ Kiên Giang này như là được 100 chậu ấy. Thỏ đỏ Kiên Giang đây mọi người này, cũng là giá thể thuần than nhá. Thuần than bán than. Thỏ đỏ Kiên Giang là một trong những cái dòng đen rô mà rất là hiếm, nó mất giống lâu lắm rồi ạ. Cái thỏ đỏ Kiên Giang này nó mất giống lâu lắm rồi cả nhà ơi. Đấy, lâu lắm rồi mới về được một cái lô thỏ đỏ Kiên Giang như này đấy cả nhà. Thỏ đỏ Kiên Giang ở nhà nhá, một trong những cái dòng đen rô rất là mê luôn. Đấy, và giống này đây này mọi người này. Hoa sổ nó đã đẹp như thế này rồi, thỏ đỏ Kiên Giang cho em này, hoa bói đấy, cánh xoắn đẹp lắm. Đây mọi người này. Đấy, mọi người trồng để được một cái chậu tác phẩm thỏ đỏ Kiên Giang. Dòng thỏ đỏ Kiên Giang này với dòng thân thủ, thân nó mảnh nhưng nó rất là cao và đi bông khỏe. Có đặc điểm mà đi bông khỏe mọi người. Cánh xoăn rất là xinh luôn, nhìn như những con cánh chuồn luôn, thỏ đỏ Kiên Giang. Cái giống này rất là hiếm mọi người nhá, gần như là không có nhiều trên thị trường luôn. Cái bạn hoa bói mọi người này. Cái cánh xoăn rất đẹp luôn, thỏ đỏ Kiên Giang. Mã số này mọi người comment cho em là mã số 05 thỏ đỏ Kiên Giang nhá. Mã số 05 là thỏ đỏ Kiên Giang cho em mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, thỏ đỏ Kiên Giang này. Đẹp lung linh luôn. Đấy, em sang mã số 06. 05 là thỏ đỏ Kiên Giang cho em nhá. Đấy, mọi người đặt hàng có thể là comment theo mã là 05 hoặc người comment hẳn là thỏ đỏ Kiên Giang. Rồi em chuyển qua mã số 06. Mã số 06 là thỏ đỏ Kiên Giang mọi người. 06 là thỏ đỏ Kiên Giang mọi người nhá. Em sang mã số 07 này. 07 này mọi người biết cây gì đấy không? Cây này là thỏ đỏ lưng vàng 5%. Mã số 07 này. Đỏ lưng vàng 5% này có đặc điểm là cái này hàng bầu dừa nhá. Đẹp chưa? Đỏ lưng vàng 5% này, cái này mà không sổ ra chớp. Mặt hoa đỏ lưng vàng cũng rất là đẹp. Dòng này có đặc điểm là thân đỏ, thân tía đỏ này là tím này. Nhìn rất là yêu luôn. Đấy. Cái này là bầu dừa. Và cái này về mọi người làm giống thôi. Các bác nếu mà muốn chơi hoa mọi người có thể là kích cái thân này. Kích cái thân này có thể là ra hoa được này. Đấy mọi người kích cái thân này. Cái thỏ đỏ lưng vàng này nếu mà bác nào mà may mắn được ra sổ chớp như này thì quá đỉnh luôn này. Đấy, may mắn mà sổ chớp như này thì quá đẹp luôn. Còn nếu không sổ chớp nó sẽ ra mặt hoa này cả nhà nhá. Không sổ chớp nó sẽ đỏ lưng vàng không sổ chớp đây. Cũng rất là yêu luôn. Dòng này với đặc điểm là thân lá đây. Đấy, cái này về mọi người làm giống thôi. Chủ yếu là sưu tầm giống thôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái mã này mọi người, mã số này mọi người comment là mã số 08 này. Thỏ đỏ Kiên Giang nhá. 08 thỏ đỏ Kiên Giang cho em, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mã số 08 này. Thân lá đây, hoa đây, thỏ đỏ Kiên Giang. Đấy, bắt đầu mà may mắn sổ chớp thì quá là ok rồi, còn nếu mà không sổ chớp được thì ra mặt hoa đỏ lưng vàng cũng rất là đẹp rồi. Đấy, cái thỏ đỏ Kiên Giang, à thỏ đỏ lưng vàng này. Đấy, bắt đầu mà may mắn sổ chớp ra những cái màu này thì cực kỳ giá trị. Còn nếu không sổ chớp là mặt hoa này mọi người nhá, thỏ đỏ. Thỏ đỏ lưng vàng, mã số 07 nhé. Bắt đầu đặt thỏ đỏ lưng vàng comment là 07. Đấy, em lên một dòng lan mã số 08. 08 cũng là một dòng lan mới đây mọi người này, bói hoa này. Lan hương mọi người nhé. Thiên lan hương, cái tên rất là hay luôn. Và cái dòng lan này là mới nhất trên thị trường đây, thiên lan hương. Cũng là thuần than mọi người nhé, thiên lan hương. Thiên lan hương này thì thân nó rất là nhiều thân. Đấy, thiên lan hương. Thiên lan hương này là hoa thơm mọi người nhé. Ba cánh nọ, ba cánh kia. Đến cho mọi người mà điểm qua mã thiên lan hương này. Mã số 08 là thiên lan hương cho em này. Thiên lan hương này chắc là mọi người chưa nghe nhiều trên thị trường đâu, bởi vì dòng lan này mới lắm. Đấy mọi người, mã số này là mã số 08 này, thiên lan hương. Đây mọi người này. Thiên lan hương hay còn gọi là thiên lan xưa, một trong những dòng dòng lan cổ nhá, dòng lan cổ mới lấy lại được giống thôi, thiên lan xưa. Dòng lan này có đặc điểm là ba cánh hơi cam hồng như này.
hơi cam đỏ như này, còn đâu là cánh xanh cánh vàng này, xanh vàng. Và mùi thơm mọi người nhá, dòng lan thơm. Đấy, đây chính là thiên lan xưa, đây hay gọi là thiên lan hương. Cái tông màu đẹp đó, cái tông màu rất là sáng luôn và đi bông khoe. Dòng đi mua. Cái da đen rô này là từ thời ngày xưa đấy mọi người, hiếm lắm. Đấy, mới nhân giống được lại nhá, thiên lan hương.